Chồng Nguyên á, đi làm gì à? Ông thấy người ta bán cái bánh khoai môn, ý ông cái khoai môn này anh mua nữa nè cả nhà. Đam mê, khoái ăn cái này dữ lắm. Hai cái 9 đồng 6. 9 đồng 6 cả nhà, 9 đồng 6 là khoảng 50 ngàn. Còn cái hộp này là hộp của ảnh nè. Cũng có khoai môn. Cái này là cà tím xào với lại rau. Của ảnh thì có cơm. Cái này là chắc ảnh mua cho Nguyên rồi đó. Tuần xe thì hãy ao si cho con mày. Chồng Nguyên thì ngồi ở ngoài ăn cơm. Tại vì anh đi làm anh ấy dơ, mình anh dơ cho nên anh không có vô bàn ngồi ăn. Anh ngồi đây ăn hồi là anh đi đi làm rồi. Nguyên thì nãy anh mua đồ ăn đó, không có cơm. Nguyên ở nhà Nguyên còn cơm á cả nhà, cho nên ảnh không có mua, cho Nguyên lấy cơm ra hâm lại ăn. Nguyên xin chào cả nhà nha, chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Giờ Nguyên ăn cơm nè cả nhà ơi, chồng Nguyên ăn chồng Nguyên ảnh ăn ăn cơm rồi, hồi anh đi làm, anh bữa nay anh làm gần nhà cho nên nó hả ảnh sẵn nó mua đồ ăn về ăn luôn. Nguyên thì ở nhà Nguyên có cơm, ở đây thì Nguyên luộc thêm một ít măng tây á để Nguyên ăn. Chồng Nguyên có mua cho Nguyên khoai môn nè cả nhà, hồi bữa anh có mua đó, mình thấy ăn ngon quá cho nên anh mua thêm đó nè. Họ để cái hộp nhựa đó ta. Bữa trưa của Nguyên đó, chồng Nguyên đi làm á, đi làm nó sáng á, cái ảnh ăn cơm rồi hỏi anh đi nữa cho nên người ảnh dơ, ảnh không có vô đây ngồi ăn đi. Anh ăn trước, Nguyên ăn đây. Biết ông đem gì về làm mà ông gì ông vắng ốc tè tè nãy giờ. Chồng Nguyên mà không mua cái này về ăn, Nguyên cũng nấu rồi ăn ăn nè cả nhà. Đây này, Nguyên nghĩ mua cho Nguyên cái là vừa ăn là đủ ăn, mua hai cái. Măng tây Nguyên luộc. Cái này Nguyên gần xanh rồi đó cả nhà. Trời em bé gò quá trời luôn, gò mà nửa đêm ngủ không được luôn á, gò méo bụng luôn. Hôm nay chồng đi làm gần nhà nè cho nên ảnh mua về ăn á, vì ăn cơm trưa. Dạo này tối ngủ không được, chắc trưa cũng không có ngủ trưa luôn nữa. Ngủ không được luôn á. Chồng đi ông ăn xong rồi, ông ăn ngồi ở trước, hồi ông đi giờ cả nhà nghe tiếng ồn gì không?
đang lướt mạng xã hội. Chồng Nguyên sợ Nguyên nhịn ăn cho nên ổng mua về. Nguyên không có nhịn ăn cả nhà ơi. Bữa nào làm biến thì luộc rau không thì luộc trứng gà ăn. Tại vì mình không muốn ăn cơm á. Còn bữa nào muốn ăn cơm thì nấu cơm trưa ăn. Tại có mình là làm biến. Bởi vì ổng có ở nhà thì Nguyên nấu ăn xiên lắm. Có mình nấu sùm sề mất công. Rửa chén thôi cũng mệt. Công nhận chồng Nguyên hay thiệt. Ổng đi làm về ổng nghỉ trưa. Ổng ăn cơm là ổng cầm điện thoại ổng bấm tối ngày. Ổng bấm là giờ nghỉ trưa ổng. Còn Nguyên không có đâu. Nguyên giờ nghỉ trưa hay là ăn là Nguyên ngủ. Hết hồn tưởng đâu con dùi. Mình có thời gian là mình chợp mắt để mình ngủ rồi cả nhà. Quả không có. Mình có bạn kia không? Kim Nguyên á ăn cơm gạo rất đi tốt. Tại Nguyên bị tiểu đường hai kỳ á. Chắc các bạn nó mới vô kênh con Nguyên của Nguyên coi lần đầu rồi cho. Nguyên ăn cơm gạo lứt á. Hồi nào tới giờ rồi, chứ không phải bây giờ Nguyên mới ăn. Lâu lắm rồi. Mới ăn thì không quen, ăn từ từ, cảm thấy quen là bình thường. Tại vì không? Hai chồng nước ăn cơm. Nhiều người ta hô ăn cơm gạo lứt đó, nó không có dẻo, ăn không có ngon. Không thiệt nha, nó mới ngon. Mà kiểu như hai chồng ít khi ăn cơm á. Nhiều khi mua hai cái gạo mà ăn tới mệt luôn. Ăn tới mà gạo có mệt luôn á. Phải để tủ lạnh. Để tủ lạnh không có bị mệt. Bữa có chị kia hay gì không, chị chỉ Nguyên mua bí dợ hay là bí đỏ về xay uống á cả nhà, để ép lấy nước. Ép lấy nước uống là không có bị tiểu đường thai kỳ, nếu như Nguyên nhớ không lầm là vậy á. Tại vì chị đó ghi không có dấu á, là không có hiểu cho lắm. Ủa bà nội Nguyên cũng không dám uống. Còn sống mà ép kêu Nguyên uống, Nguyên không dám uống cả nhà ơi. Với lại bác sĩ cũng có nói với Nguyên là không được ăn đồ sống. Mình có bầu á, cơ thể mình nó nhạy cảm, nó khác á. Ôi Nguyên không dám đâu cả nhà.
không dám uống bậy. Biết vợ không biết đỏ gì đó. Chị đã ghi mà ghi không giống. Bà nội Nguyên cũng không dám uống. Bình thường đi kêu Nguyên ép nhưng không dám uống nữa, không chi là Nguyên có bầu. Lúc nó mình gọt á, nó hăng gần chết. Mà nghĩ rồi ép cho uống chắc cái mùi chịu gì nổi vậy. Chồng Nguyên chưa đi làm, không có ngồi trước nữa. Bạn nó hỏi Nguyên bị tiểu đường thai kỳ như vậy á, em bé có ảnh hưởng gì không? Nguyên thì Nguyên không biết nha, nhưng nghe bác sĩ nói là có ảnh hưởng á. Cái thứ nhất là mình sinh sớm, cái thứ hai là có thể ảnh hưởng em bé bự á, cho nên em mình sinh sớm á thôi nè. Mà nhiều người Nguyên thấy á cũng tiểu đường thai kỳ nữa, nhưng mà em bé cũng không có bự cơ nha. Cũng không có bự, chắc cũng tùy theo người á. Có bạn đó nói Nguyên, trời ơi Nguyên có bầu mà gặp nhiều vấn đề lắm ha, có bầu lần này chắc Nguyên tưởng tới già. Nó tưởng tới già cũng đúng, tại hai chồng, tại vì Nguyên mê em bé lắm. Nguyên còn dự định sanh thêm nữa mà. Tại vì Nguyên còn chữ 8 thôi cả nhà, 8 thôi. Nguyên có bầu là thụ tinh nhân tạo mà ai theo dõi Nguyên biết ha. Nguyên còn chữ 8 thôi mà. Cấp đông. Trả tiền hàng năm á. Nhiêu tiền đó Nguyên không nhớ, lâu rồi không nhớ. Khi nào trả tiền thì Nguyên sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Không nhớ nhiêu tiền. Như ngàn mấy, khoảng 8 hay là 10 triệu tiền Việt mình á. Một năm. Nhưng còn chữ mà, nhưng còn chữ trứng đó mà. Cho nên bạn nó nói sợ tới già không dám sanh, không có cả nha. Không có sợ tới già đâu. Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc mà cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem, ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Xin chào.